Xin chào mọi người, đây là một video về Grounded. Trong game này thì tôi sẽ là một người tí hon. Kích thước của tôi hiện tại chỉ to đúng bằng một con kiến. Và tôi sẽ phải sinh tồn trong một khu vườn mà đối với tôi nó to như một cánh rừng. Để biết rằng tôi có thể sống sót được hay không thì hãy cùng xem video này. Trong hành trình lần này thì chúng ta sẽ có hai người đồng hành, đó chính là anh Duy Lê và một người anh nữa của tôi tên là Binzy. Ngày đầu tiên chúng tôi vào khu vườn thì chúng tôi rất là yếu. Thế nhưng chỉ sau một lúc làm quen thì chúng tôi đã quyết định đi vào tổ kiến. Mạnh mồm là thế nhưng mà sau khi vào tổ kiến thì chúng tôi sợ tụt quần. So với một cái răng người thì tôi còn bé hơn rất là nhiều. Tính ra thì một mình tôi có thể giết được một con kiến, nhưng mà thật ra con kiến này chỉ là con kiến bình thường. Và khi vào hang kiến thì chúng ta sẽ phải gặp những con kiến thợ. Những con kiến thợ này có một cái hàm rất là khỏe nên là đam của nó rất là to. Và với một vài cái đồ khởi đầu thì chúng tôi phải chật vật lắm mới có thể giết được một con. Chưa kịp ăn mừng thì sau đó lại có một con kiến thợ đã phát hiện ra chúng tôi. Em ơi, mẹ mày. Mày ơi, chạy. Mày ném mẹ mày. Mày. Mẹ mày. Mày. Tí này ra nghe ra đúng rồi. Có đá là ném nó đi. Mẹ mày. Em hết đá rồi. Mày. Mẹ mày. Nó đau, nó điếng người, điếng người. Chạy đi. À, đau. Đau đau. Ôi đau quá. Đau lắm anh ơi. Mà ban đi thì làm đi. Đau lắm. Ôi. Úi xôi, mẹ kiến. Như các bạn cũng đã thấy, chúng tôi đã phải cố lắm có thể giết được một con kiến thợ. Và cũng may bởi vì chúng tôi chỉ gặp mỗi con một lần. Bởi vì tính bầy đàn mới là thứ đáng sợ của kiến. Khi mà tôi đánh một con kiến thì cả đàn sẽ quay vào đánh tôi. Và tới lúc đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ thua. À mà nhân tiện nhắc tới con kiến thì tôi có một tựa game mobile muốn giới thiệu cho các bạn. Trước khi tiếp tục video thì muốn giới thiệu cho các bạn một tựa game có tên là Vương Quốc Kiến. Nếu bạn là một người có một đam mê đó là nuôi những chú kiến, nhưng mà các bạn lại sợ bị kiến đốt, thì đây chính là tựa game dành cho bạn. Vương Quốc Kiến là một game chiến lược mô phỏng cực hot với hơn 60 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới trong năm qua. Và game đã lọt vào danh sách game có doanh thu hàng đầu tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trong Vương Quốc Kiến, bạn sẽ là một người nuôi kiến để thu thập tài nguyên, lãnh đạo kiến chúa, huấn luyện kiến thợ, tạo liên minh và chiến đấu với những tổ kiến khác ở dưới lòng đất, cùng nhau bảo vệ chống lại kẻ thù và xây dựng thuộc địa kiến của riêng bạn. Vương Quốc Kiến đã mô phỏng chi tiết môi trường thực tế của loài kiến cùng với một đồ họa đẹp mắt và âm thanh sống động. Game sẽ đưa bạn trải nghiệm môi trường sống thực tế của loài kiến. Game còn có một hệ thống kiến đồ sộ cùng với hệ thống gacha. Ừ thì thế kỷ 21 rồi thì cái gì chả phải có gacha. Bạn có thể up các chú kiến đặc biệt thông qua tính năng gacha của game. Và dĩ nhiên là game có gacha nên sẽ có kiến mạnh và kiến yếu. Kiến mạnh thì khả năng là kiến ba khoang, tại vì con chó đốt đau. Nhưng chú kiến đặc biệt trong game thì rất thực tế và phong phú với các chủng loại. Có hàng trăm chú kiến khác nhau đang chờ bạn khám phá. Vì đây là một game chiến thuật nên trong Vương Quốc Kiến bạn cũng cần phải có chiến thuật và những nước đi riêng để có thể chinh phạt những tổ kiến khác. Ngoài ra các bạn cũng có thể kết giao những tổ kiến khác và cùng nhau trở thành một liên minh hùng mạnh. Để các bạn có một khởi đầu suôn sẻ hơn thì tôi có một món quà dành cho bạn. Ngay lúc này nếu bạn tải Vương Quốc Kiến và nhập gift code N8888 thì các bạn sẽ được nhận ngay 50 lượt quay gacha. Tôi thấy Vương Quốc Kiến là một game chiến thuật rất hay và đầy triển vọng trong tương lai. Các bạn nên thử trải nghiệm game và tự mình đánh giá. Link game mình sẽ để ở dưới phần mô tả và phần bình luận. Và giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Tối hôm đó khi chúng tôi đang nấu ăn thì tôi có thấy hai con đom đóm bay qua. Thế nên là tôi ngứa tay tôi đã đánh nó. Vì đom đóm thôi mà, nó có thể làm cái gì cơ chứ. Và bất ngờ không, thấy đéo nào con đom đóm này có thể bắn được axit từ đuôi. Và đam của nó rất là to. Thế là thôi, tôi quyết định bỏ chạy. Sau pha này thì tôi buồn phết. Bởi vì dù sao cũng là một bro player mà tôi đeo đánh thắng được một con đom đóm. Mẹ nó nữa. Ngày hôm sau tôi quyết định khám phá những thứ mới. Trong khu vườn này thì có đủ các loại côn trùng luôn. Từ con nhện, con kiến, tới cả những con giận. Thế nên là tôi đã nghĩ rằng nếu mà xây nhà trong giữa khu vườn thì rất là nguy hiểm. Bởi vì có rất là nhiều loại côn trùng trong đấy. Sau khi ngắm nghía vài ngày thì tôi quyết định chọn xây nhà ở cạnh bờ hồ. Bởi vì có lẽ đây là cái nơi an toàn nhất trong khu vườn này rồi. Sau đó tôi dành ra gần 2 ngày chỉ để xây nhà của tôi. Sau 2 ngày thì nhà tôi cũng đã hiện lên một chút khuôn mẫu. Và tôi đã tưởng rằng tôi sẽ có một cuộc sống yên bình tại đây. Thì đéo, ở gần nhà tôi hóa ra lại là một cái tổ nhện sói. Thường thì hai nhện sói này sẽ ngủ cả ngày trong tổ. Nhưng mà sẽ có một vài đêm, hai nhện sói này sẽ ra ngoài đi chơi và mang tới ác mộng cho chúng tôi. Nào, hay là đừng dẫn nó vào nhà. Ôi ôi. Đừng. Chuyện càng đáng sợ hơn khi càng về sau nhện sói càng xuất hiện nhiều. Và chúng nó không cần tới đêm để mà có thể ra ngoài nữa. Nó cứ thích đi chơi lúc nào thì nó đi chơi lúc đấy. Không sao, không sao. Cái tường nhà em cao, anh ấy không nhảy vào được. Ôi trời ơi. Chạy, chạy. Đóng cửa lại. Con mẹ nó nữa. Nhảy ra, nhảy ra, đóng vào, lại vào. Ôi nó lại vào, em lại ra. Con mẹ nó lại ra, em lại vào, đau quá.
Chúng tôi đã từng cố phản kháng nhưng mà tất cả chỉ đều là vô ích. Con nhện này quá khỏe và hơn nữa là con nhện này trông quá là đáng sợ. Nếu các bạn không biết thì nhện sói là một loài nhện có thật ngoài đời nhá. Và nhện kiểu đéo gì mà con này đéo răng tơ đâu. Thay vào đó là nó đấm chết tươi con mồi xong rồi nó ăn thịt. Đối với bọn tôi đây là con quỷ tám chân nhưng nó không còn là con nhện nữa rồi. Mà thôi biết sao giờ, chúng tôi đã lỡ xây nhà khu này rồi. Thế nên chúng tôi chỉ biết là sống chung với lũ thôi. Cứ đêm nào mà nó đi chơi thì chúng tôi sẽ núp ở nhà, cố ngủ thật sớm, không dây dưa gì với con nhện này nữa. Tầm đồ này ba chúng tôi hợp lực lại thì mới giết được cái con bọ rùa. Thế thì lấy sức đâu mà có thể giết được con nhện sói đấy chứ. Thế nên trước đó chúng tôi sẽ đi farm đồ. Hiện tại thì chúng tôi sẽ giết mấy con bọ rùa để có thể làm giáp. Ngày hôm sau tôi đi nhổ vài cái gai ở cây gai. Thế là sau đó tôi đã có thể chế được một cái cung đơn giản. Còn từ mấy cái gai thì có thể làm được mũi tên. Nhờ cái cung tên tôi đã có thể săn được những con ong. Tính ra mấy con ong khá là dễ giết. Những ngày hôm sau tôi giết liên tục những con bọ rùa để có thể làm giáp. Cuối cùng tôi đã làm được một set bộ giáp của con bọ rùa. Sau khi có bộ giáp mới thì tôi hí hửng đi trả thù ngay con nhện sói. Cứ tưởng rằng có bộ giáp mới tôi sẽ trâu hơn nhưng mà nó cắn cho một cái hơn nửa cây, thế là tôi cun cút về nhà. Quá trầm cảm với con nhện sói, tôi quyết định từ bỏ chiến đấu và đi làm nông dân. Trong lúc đi đào đất sét để xây nhà thì có một con muỗi đốt tôi. Cũng may là tôi đi cùng thằng anh nên là chúng tôi có thể phang được nó. Sau khi giết được con muỗi thì chúng tôi đã mở vũ khí mới. Đó là một thanh kiếm làm từ vòi của một con muỗi. Cái thanh kiếm này có khả năng hút máu, bởi vì con muỗi nó hút máu ấy nên là nó giúp mình khả năng hút máu. Thật ra là nghe cũng hợp lý mà. Sau khi nhận ra là giáp con bọ rùa quá là yếu, thế là tôi quyết định đi giết thêm ong để đi làm giáp ong. Sau đó là đi giết thêm muỗi để làm kiếm muỗi. Lúc đầu bọn tôi chỉ định chơi con game sinh tồn này chill thôi. Thế nhưng mà con Grounded này nó đã cuốn quá. Thế nên là tôi đã quyết định làm luôn cả nhiệm vụ chính của nó. Để có thể làm video tóm tắt cả quá trình chơi thì chắc là tôi chết mất. Bởi vì tính ra cho tới thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chơi được gần 80 ngày trong game. Thế nên có lẽ tôi sẽ kể skip một tí. Cái gì cơ? Các bạn muốn tôi tóm tắt cả 80 ngày và tóm tắt cốt truyện game á? Thôi nào, tôi đâu có phải là... Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Nếu ai muốn biết cốt truyện game thì có thể xem anh phân tích game. Và tôi thì sẽ skip bỏ qua một đoạn cốt truyện dài đằng đẵng mà các bạn không xem YouTube thì các bạn sẽ không thể nào mà biết cách giải. Cho tới khi tôi đã tìm được 4 con chip cho cái thằng người máy này. Và chúng tôi tới để đánh một con boss người máy. Có thể nói là một trong những con boss đầu tiên và khá là yếu của cái game này. Chỉ để xem con boss này hành chúng tôi tới mức nào. Ôi, cái đạn của nó giật điện xung quanh ấy, đứng gần một tí cũng bị dính đấy. Nhưng mà con boss này cảm giác anh em lo được, dễ mà. Được. Ôi! Mất một tí máu thì cũng phải hút lại máu nhá. Hút được máu con này không? Hút được à? Ok. Được. Con nhỏ, dư lê con nhỏ. Đừng có đánh được. Cái mẹ quên để cái này rồi. Ôi, con mẹ mày sao cái đấy đau vậy? Cái xanh xanh đấy mà đập lại vào người là cũng đau vãi cứt đấy nhanh nhá. Đau lắm đấy. Nhắc lại là đau lắm. Cái vàng. Ôi. Vàng. À. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Cái éo gì cũng phải từ từ nhá, đừng có dục nhá. Cái xanh xanh, cái vàng đấy, vàng. Stamina tao xuống rồi. Đói nữa cho nên là đéo mắc được lực ạ. Cái xanh. Ai à. Cả vàng cả xanh ạ. Con mẹ này. Trời, nó hốp vai. Có hốp, vẫn hốp. Đéo được mà hốp. Vẫn hốp. Tiểu đầu. Nhớ cộng cái bảng hồi sinh nhá, để em vào phang nó cho anh, chỉ cần né thôi, hiểu không? Né! Chỉ cần né thôi, hiểu không anh? Phang nó cho. Chỉ cần né thôi, ok không? Rồi. Vẫn đang bắn tên. Cái xanh đấy. Mình thống nhất là không đánh lúc cái xanh nhá, chỉ cần né thôi. Chết. Cái vàng.
Cái vàng ở đâu? Cái cửa xanh này em vào phang này, anh chỉ cần né thôi nhá. Né đi anh, né đi, để em phang nó. Còn mẹ. Cái vàng thế này. Tồn tao ra cái góc. Tao đang tồn tao ra cái góc điện giật. Cứ từ từ. Thoải mái, cứ thoải mái. Né đi, né đi anh. Né với bắn thôi. Ôi, cứu với. Cứu với, cố cứu. Ngồi xuống. Từ từ, bình tĩnh thôi. Cái xanh đây anh ơi, cái xanh ra trời. Cố lên. Đừng chạy lúc cái xanh ra trời. Cả cái vàng kìa anh ơi, cả cái vàng. Để ý cái vàng. Đang thoải mái nha, đang thoải mái. Sao hết cái xanh rồi. Né, né luôn. Mẹ con một chấm máu à. Né, né, cái lần sau. Cái vàng, né cái vàng. Cú xuống, qua cứu em. Chạy qua cứu ơi. Cứu 10 giây. Cứu. Nhanh lên, đi lên, xong. Mẹ tao chết rồi. Còn đúng một chấm máu nữa anh Duy Lê ơi. Nhìn vào Duy Lê. Nó thì sao? Oh my god. Bắt con em vừa né quả điên vãi cứt. Nó thì sao? Tao mày đéo biết ban nãy tao nó né còn, quả điên. Nó còn thì... nó còn một chấm máu rưỡi nó bắn nó. Nhưng mà chỉ còn 7 mũi tên. Nhưng chỉ còn 7 mũi tên thôi Duy Lê ơi. Bắt né quả điên lắm rồi. Em nó còn đi nhận nó còn đúng rồi. Nó còn đúng một chấm máu. Nó một kích hoạt cái vàng. Em cứu anh luôn trong lúc nó kích hoạt cái vàng. Né, cú xuống, né, bắn nó, nó yếu lắm rồi, một cái nữa. Chết.